vegan, cause no matter how much we try to cover it up, we won't be protected in hell. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Tôi nghĩ tôi biết người mà quý vị muốn tìm là ai rồi. The Stone Painter, Part 4 of 4. Continue watching to find out more. Comment ça va is how you say how are you in Seychelles Creole, an official language of Seychelles. Loving viewers, I'm Vincent. The contented people of the Republic of Seychelles wish for you and your country's lasting prosperity and happiness. In the previous episodes of the drama entitled The Stone Painter, the noble lady Nhọc Lê and her maid were in search of the stone painting yogi, yet when they almost reached the desired destination, they found themselves stranded in a remote village, and their time was running out. Today, we invite you to watch the conclusion of their epic journey. Cái diễn này nó nối với cái suối ngầm đi qua bên kia làng. Giếng bỏ hoang mà, giếng này đâu có nước. Dạ, mùa khô thì không có nước. Ồ. Trời, lỡ trời buồn buồn đổ mưa lớn thì sao? Thôi, không được đâu, em không thể chết oan uổng như vậy đâu. Đi có xa không em? Dạ, không ạ. Hay em cứ ở nhà trọ đợi đi. Hả? Khoan. Thôi, em xuống luôn cho rồi. Chồng con hẹn kiếp sau vậy. Chúc hai chị may mắn. Đừng tìm em làm gì. Nó biết mình là nữ cải trang. Đúng là Quan Âm Bồ Tát đã giúp mình.
chúng tôi muốn tìm vị đạo sư vẽ trên đá. Không biết anh có biết không? Tôi nghĩ tôi biết người mà quý vị muốn tìm là ai rồi. Bây giờ mời quý vị vào phòng khách nghỉ ngơi. Tôi sẽ trở lại sau. Có phải là... Đó là sư phụ của chúng tôi. À, sắp tới giờ hành thiền của tu viện, hai vị cứ tự nhiên tham khảo kinh sách hoặc qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Sáng sớm mai tôi sẽ trở lại. Cảm ơn anh. Thật không uổng công lặn lội xa xôi. Xin ngài nhận con làm đệ tử. Trên đường về,
Ngọc Lê đã không quên lời hứa với vị tộc trưởng và hai tướng cướp, chia sẻ với họ tin vui về phương pháp mang lại hạnh phúc dài lâu. Thưa ngài, tiểu thư đã trở về rồi ạ. Mời vào. Ủa, em vẫn chưa về quê lấy chồng à? Em có kế hoạch khác rồi. Kế hoạch là em sẽ ở lại làm bạn tu hành với tiểu thư luôn. Về phù thủy tâm, không lâu sau đó, bà được tin môn phái Hồng Hoa Động của sư huynh mình đã hoàn toàn chuyển sang tu hành pháp môn Quán Âm. Này sư muội, thần thông mãi trói chặt chúng ta vào thế giới ảo tưởng và đau khổ trầm luân. Với tình thương chân thật, ta khuyên muội hãy từ bỏ việc tu luyện thần thông, cùng ta thực hành pháp môn Quán Âm, cầu đạo vô thượng giải thoát đời đời. Chúc muội mọi sự tốt đẹp nhất. Giáo chủ Hồng Hoa Động. I said to you, if you have magical power, forget that you have it. Don't use it. Otherwise, it continues a habit. And this is just like borrowing from this physical and the astral world. You have to pay dearly, yeah? At the end, or it will cut off some of your spiritual merit points. A lot, big chunk. If you eat just simple food and you pay for it, and still have a lot of spiritual merit points to compensate, how would it be if you borrow something that's invisible, that you could not even pay back? Cuối cùng, vợ chồng phù thủy tâm đã chọn đi cùng đường với sư huynh của mình. Căn chòi luyện phép được sửa thành nơi tu hành thanh tịnh. Về phần quan huyện Mộc Ân, sau một thời gian tìm hiểu, ông quyết định xin thọ pháp và cùng với tiểu thư Ngọc Lê nhiệt thành quảng bá pháp môn Quán Âm. Con đã cho in ra rất nhiều sách biếu như lời cha dặn. Ồ, tốt quá. Mình mang phân phát cho người dân ngay đi con. Dạ vâng, thưa cha. Ánh sáng của chánh pháp lan truyền mạnh mẽ, ngày càng có nhiều người ghi danh xin thọ pháp Quán Âm. Khắp nơi ngập tràn bầu không khí tu hành, đời sống an vui, mãn nguyện. Chắc chắn rồi, lần này mình sẽ đi lên
thiên quốc luôn. Sincere viewers, thank you for your presence on today's program. Up next is Glenn Ratcliffe, Vegan, The Complete Actor with a Mission, Part 2 of 2. May celestial love and wisdom illuminate your life. Man's food is intended to be grain and not meat. The promulgation of universal peace. Baha'i Faith. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/AJAR. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AJAR. Манай нэвтрүүлгүүд олон хэлээр гардаг. Зочлох хаяг: suprememastertv.com/schedule болон suprememastertv.com/AJAR.